Theo ông Phạm Việt Dũng, Phó trưởng ban tìm kiếm thăm dò phụ trách văn phòng biển Đông của PVN, sự việc xảy ra vào lúc 4 giờ 5 phút ngày 30 tháng 11, khi tàu Bình Minh 02 đang di chuyển ở khu vực ngoài cửa vịnh Bắc Bộ để khảo sát. Tại thời điểm đó, có rất nhiều tàu cá Trung Quốc đang hoạt động. Khi các lực lượng chức năng phát tín hiệu cảnh báo và yêu cầu các tàu cá này ra khỏi khu vực làm việc của tàu Bình Minh 02, một cặp tàu kéo dã cào mang số hiệu 16025 và 16028 của Trung Quốc đã chạy qua phía sau tàu Bình Minh 02 và gây đứt cáp địa chấn của tàu Bình Minh 02 cách phao đuôi khoảng 25 mét. Vị trí cáp bị đứt có tọa độ là 17 độ 26 phút vĩ Bắc và 108 độ 02 phút Kinh Đông, cách đảo Cồn Cỏ 43 hải lý về phía Đông Nam và cách đường trung tuyến Việt Nam-Trung Quốc 20 hải lý về phía Tây. Ngay sau khi xảy ra sự việc, PVN cho biết đã chỉ đạo các đơn vị thành viên trực thuộc và tàu Bình Minh 02 nhanh chóng khắc phục sự cố. Đến 14 giờ ngày 1 tháng 12, việc khắc phục sự cố đã hoàn thành và tàu Bình Minh 02 tiếp tục công tác khảo sát bình thường. Ông Dũng cũng cho biết, thời gian gần đây có rất nhiều tàu cá Trung Quốc xâm phạm trái phép vùng biển Việt Nam đánh bắt hải sản với số lượng rất lớn, tập trung ở khu vực từ Cồn Cỏ đến Nam Tri Tôn. Các tàu của các cơ quan chức năng Việt Nam đã yêu cầu tàu cá Trung Quốc rút khỏi vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều tàu cá Trung Quốc vẫn cố tình quay trở lại. Trước đó, vào sáng ngày 26 tháng 5 năm 2011, tàu Bình Minh 02 bị nhóm 3 tàu hải giám của Trung Quốc bất ngờ xuất hiện để tấn công. Các tàu này đã chạy thẳng vào khu vực khảo sát của tàu Bình Minh 02 mà không hề có cảnh báo, sau đó chủ động chạy qua khu vực thả dây cáp nhằm cắt cáp tham dò của tàu Bình Minh 02 vị trí mà ba tàu hải giám Trung Quốc phá hoại thiết bị của tàu Bình Minh 02 chỉ cách mũi Đại Lãnh tỉnh Phú Yên khoảng 120 hải lý, nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, không liên quan đến bất cứ tranh chấp nào.